Hello, xin chào mọi người đã đến với cái channel ngày hôm nay của mỹ phẩm chính hãng sẽ phát cứng. Hôm nay em có cái tip này vui lắm nè mọi người. Hôm nay là đây là cái tip shampoo sữa rửa mặt rất là mới. Đây là cái dòng sản phẩm mà đã gắn bó với tất cả các chị em phụ nữ rất là nhiều năm. Cũng không phải là duy nhất là nữ không mà nam cũng có sử dụng cái dòng sản phẩm này nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm rửa sạch da mặt nè, cung cấp độ ẩm với chiết xuất từ trà xanh. Và cái dòng sản phẩm này không bọt, nó sẽ đem lại cảm giác nhẹ dịu trên da. Và cái độ ẩm da trên da nó sẽ là luôn luôn là có. Và đặc biệt là nó sẽ kháng viêm ngừa mụn rất là hay nha mọi người. Đối với những chị em nào á mà yêu thích về cái dòng sản phẩm Simple thì hãy là trinh về ngay em Simple mới này, cái phiên bản hoàn toàn mới. Và công dụng nó như thế nào và cách sử dụng như làm sao thì hôm nay em sẽ nói rõ hơn nha. Công dụng nó sẽ giúp là làm sạch da mặt nè, lấy đi những cái lớp trang điểm và tạp chất trên da, giúp da của mình được mềm và sản phẩm thích hợp với những làn da nhạy cảm luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ làm ướt da mặt và sau đó chúng ta sẽ lấy một lượng vừa đủ thoa lên. Đó, mình kiểu như là mình massage trực tiếp tay này nè, sau đó mình sẽ ép lên mặt và mình sẽ massage, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Và dòng sản phẩm này và cái hoạt chất rất là mới đó là B5 và vitamin E, nó sẽ được chiết xuất trong này và nó sẽ giúp cho da của chúng ta làm sạch sâu hơn, độ ẩm tốt hơn và đặc biệt là bảo vệ da nhiều nhiều hơn so với mẫu cũ nha mọi người. Đã có phiên bản mới rồi, rất là xịn sò, rất là dễ thương như thế này. Với dung tích là 150ml thì sẽ giúp cho chị em chúng ta làm sạch da mặt hàng ngày và mỗi lần là chúng ta sẽ sử dụng 2 lần nha mọi người. Hãy nên mua dòng sản phẩm Simple với mức giá cực kỳ rẻ nè. Rồi dòng sản phẩm này sử dụng rất là ok và đặc biệt là những chị em nào mà da khô và da đang bị mụn sạch cực kỳ thích luôn nha. Ở đây là dòng sản phẩm mà em đang được phân phối nè mọi người, nhìn nè, đây nó sẽ có một cái tem phụ chỗ này và cái hợp chất của nó là dạng gel, mọi người chỉ cần lấy một xíu thôi, sau đó mọi người sẽ massage lên da mặt và ép lên da mặt để mà mình rửa cho nó ok nha. Thì trong video ngày hôm nay em giới thiệu về cái phiên bản mới của nhà Simple, và đối với chị em nào đang sử dụng Simple hoặc là chưa sử dụng Simple thì cũng có thể là hút ngay lập tức, bởi vì cái phiên bản này á rất là xịn hơn so với phiên bản cũ nha mọi người. Mọi người khi mà rửa xong cảm thấy giác cái da của mình mê lắm luôn á, mọi người thử nha. Em thì em rất là ghiền về dòng sản phẩm Simple này rồi. Thứ nhất là giá bình dân, thứ hai là sản phẩm cực kỳ ok, và thứ ba là da của em dạng da khô và da hay có mụn ấy, sử dụng cái này cũng khá là thích hợp. Nên chị em nào đang xem video ngày hôm nay hoặc là xem lại cái video của em, những cái video ở trước á, thì mọi người thích cái sản phẩm nào thì cũng có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại là 0933 766 739 hoặc là 0355 838 057 hoặc là 0773339 279 nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đón xem video ngày hôm nay và chúc mọi người xinh đẹp thành công và luôn nhớ đến mỹ phẩm bát cứng với tên là Trần Thị Alice này nhé.